chặng thứ 13, đưa xác Chúa xuống khỏi thập giá. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathê, tên là Joseph, và cũng là môn đệ Đức Giê-xu. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Trước khi được mai táng trong mộ, Đức Giê-xu rốt cuộc cũng được trao cho mẹ Ngài. Mẹ là hình ảnh con tim bị đâm thâu, nói với chúng ta rằng cái chết không ngăn cản được nụ hôn cuối cùng của người mẹ dành cho con mình. Bên xác Giê-xu, mẹ Maria tiến sát bên Ngài bằng một cái ôm trọn vẹn dành cho Ngài. Hình ảnh này thường được gọi là mẹ sầu bi. Thật đau buồn, nhưng nó cho thấy cái chết không phá vỡ được tình yêu, vì tình yêu thì mạnh hơn sự chết. Tình yêu thuần khiết thì luôn còn mãi. Đêm đã đến, trận chiến đã phân định thắng thua rạch ròi. Tình yêu vẫn còn nguyên trọn vẹn. Những ai sẵn sàng hiến mạng sống vì Đức Kitô sẽ lại tìm thấy được nó, một sự sống được biến đổi sau cái chết. Máu và nước mắt đã hòa lẫn trong tấn thảm kịch này. Cũng như cuộc sống của gia đình chúng ta, đôi khi cũng bị vây hãm bởi những mất mát bất ngờ và đau xót, với khoảng trống không thể khỏa lấp được, đặc biệt khi con cái của chúng ta qua đời. Lòng thương xót có nghĩa là biến anh chị em thành người thân cận, những người đang trong cơn đau buồn và cảm thấy bất an. Thật là một lòng bác ái cao cả khi ta biết chăm sóc cho những ai đang chịu đau khổ nơi thân xác tổn thương, nơi tinh thần sa sút, nơi linh hồn tuyệt vọng. Tình yêu bao giờ cũng là một bài học cao cả mà Đức Giê-xu và mẹ Maria để lại cho chúng ta. Đó là sứ mạng an ủi anh chị em trong cuộc sống hàng ngày, một sứ mạng được trao ban trong chúng ta trong cái ôm thành tín giữa Đức Giê-xu chịu chết và Đức Mẹ sầu bi của Ngài. Lạy mẹ đồng trinh sầu bi, nơi bàn thờ của chúng con, mẹ cho chúng con thấy khuôn mặt rạng người của mẹ, với đôi mắt ngước lên trời và đôi bàn tay rộng mở. Mẹ dâng lên Chúa Cha trong cử chỉ hiến tế nạn nhân cứu độ là Chúa Giê-xu con mẹ. Xin chỉ cho chúng con vị ngọt của vòng tay trung thành cuối cùng và ban cho chúng con sự an ủi từ mẫu của mẹ, để những nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày của chúng con không bao giờ làm lu mờ hy vọng của chúng con về cuộc sống đời sau. Amen. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Mẹ đứng đó chưa cắn bê, mắt mẹ lệ nhòa. Mẹ đứng đó chưa cắn bê, xót xa lòng đau. Mẹ đứng đó không một lời than trách ai sao bội bạc, than trách ai sao bạc tình, treo thân con mình trên thập giá. Mẹ đã thấy máu con rơi, xác thân dạ rời. Mẹ đứng đó đành nhìn con rơi đòn đẫm thấu. Mẹ đứng đó xót thương phận người. Mẹ đứng đó trái tim ngậm ngùi. Mẹ đứng đó nhìn con mẹ từng giọt nước mắt tuôn rơi. Mẹ ơi, nước mắt mẹ là vầng trăng xóa tan màn đêm. Mẹ ơi, nước mắt mẹ xoa dịu nỗi đau chiều cạn về. Mẹ ơi, nước mắt mẹ là mặt trời dẫn lối ai lầm than. Mẹ ơi, nước mắt mẹ ngày đêm mong chúng con quay về. Mẹ vẫn mãi chờ mong chúng con quay về. Mẹ vẫn mãi chờ mong những đứa con lạc lối. Mẹ vẫn mãi ủi an vỗ về. Mẹ vẫn mãi đỡ nâng phù trì cho dù trần gian bao tội lỗi. Mẹ đã hứa với con yêu dưới cây thập tự. Mẹ mãi nhớ lời con trao trong giờ hấp hối. Mẹ sẽ mãi hy sinh đời mình để cứu vớt thế gian tội tình. Mẹ xin vâng cả đời mình theo thánh y cha. Mẹ ơi, nước mắt mẹ là vầng trăng xóa tan màn đêm. Mẹ ơi, nước mắt mẹ xóa dịu nỗi đau chiều cạn về. Mẹ ơi, nước mắt mẹ là mặt trời dẫn lối ai lầm than. Mẹ ơi, nước mắt mẹ ngày đêm mong chúng con quay về. Vầng trăng xóa tan màn đêm. Mẹ ơi, nước mắt mẹ xoa dịu nỗi đau chiều cạn về. Mẹ ơi, nước mắt mẹ là mặt trời dẫn lối ai lầm than. Mẹ ơi, mắt mẹ
ngày đêm mong chúng con quay về.